một địa điểm mua giày bóng đá chính hãng uy tín tại thành phố Buôn Ma Thuột. Mình đang có mặt tại quảng trường thành phố Buôn Ma Thuột và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những địa điểm mua giày bóng đá chính hãng. Anh em cùng theo chân mình nha. Ok, nếu xuất phát từ quảng trường thì anh em mang theo đường Lê Thánh Tông nha các bạn. Sau đó các bạn rẽ qua Phan Bội Châu, gặp Phan Chu Trinh, chúng ta rẽ bên trái, chạy khoảng 200m gặp Quang Trung, chúng ta rẽ bên tay phải. Anh em cứ mang theo đường Quang Trung chạy tới chùa Khải Đoan. Đối diện chùa Khải Đoan có một cái hẻm 181 khá là nổi tiếng. Đây là cái hẻm xuống dốc. Mình nghe nhiều anh em nhậu hay gọi đây là cái hẻm vịt quay. Anh em cứ chạy thẳng theo cái hẻm này tới cuối hẻm nha. Nói chung chạy dưới cái hẻm này thì anh em sẽ có cảm giác giống như mình đang ở Đà Lạt. Các bạn chạy tới cuối hẻm, sau đó mình rẽ bên tay phải, chạy thêm 100m sẽ tới cái hẻm 181/56. Nói chung là hơi khó để tìm cho nên mình sẽ hướng dẫn cực kỳ cụ thể. Đây nha anh em. Tại vì mình là 181/56D, các bạn đi vào bốn cái nhà nữa là tới mình. Chà, giữa đường có một cái xe chặn lối đi của một cô bé hàng xóm. Rồi, ok, xin chào mừng các bạn tới với Mr. K Easyline Sport. Ở đây thì anh em sẽ có những gì? Giày chính hãng, bóng chính hãng, giày chạy bộ, vẫn là giày chính hãng, những mẫu tất cực kỳ xịn sò, phụ kiện thể thao, băng gối, băng cổ chân, túi đường giày và ba lô đường giày. Vẫn là giày đá banh nhưng là giá rẻ, chỉ hơn 100.000 một đôi. Và ngoài ra mình còn nhận in đồng phục, in đồ team nha các bạn. Anh em nào đang đá bóng sắp có giải, cần in đồ cho đội cứ liên hệ cho mình. Hầu như mẫu nào mình cũng sẽ có nha. Giá cực kỳ là hấp dẫn. Còn rất là nhiều món tại shop của Mr. K Easyline Sport. Anh em nào ở Đắk Lắk băng mê muốn ghé qua shop của mình thì cứ đi theo hướng dẫn đó nha. Và đương nhiên là mình sẽ giao hàng toàn quốc nha các bạn, khỏi lo, với những anh em ở tất cả tỉnh thành khác trên toàn quốc. Cảm ơn và xin chào tất cả mọi người.